mẹ có điện thoại kìa, coi chừng anh hai gọi á, nghe đi. Không phải, số lạ. Alo. Mẹ ơi. Hả? Con hả con? Con, phải con không? Con à, mẹ biết chuyện con bị đuổi ra ngoài đường rồi. Bây giờ con ở đâu? Con nói cho mẹ biết đi. Mẹ ơi, mẹ đừng có nói chuyện này cho vợ con biết nha mẹ. Con xấu hổ lắm. Chuyện đó giờ không có quan trọng nữa. Nhưng mà tại sao con không nghe điện thoại của mẹ vậy? Con bị mất điện thoại rồi. Vậy bây giờ con ở đâu? Con nói đi, mẹ tới mà rước con. Bây giờ con chưa có về được mẹ ơi. Mẹ ráng chờ con nghe mẹ. Khi nào con có nhiều tiền con sẽ quay về thăm mẹ mà. Không, mẹ không chờ đâu. Mẹ không chờ đâu. Về nhà đi con ơi, về nhà đi con ơi. Mẹ chăm sóc hai đứa nhỏ giùm con nha. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Chờ con nha. Công ơi. Công ơi. Công. Mẹ bình tĩnh lại đi. Anh hai nói gì? Anh đang ở đâu hả mẹ? Mẹ bình tĩnh lại đi mà. Mẹ. Con đi với mẹ. Hả? Mẹ. Đón xem Gạo Nếp Gạo Tẻ, bộ phim của gia đình Việt năm 2018, lúc 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Tư trên kênh HTV2.